Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 của tuổi Dậu chi tiết chính xác nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi trong tháng, cẩm nang vượng vận xem tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi dậu âm lịch, phương diện sự nghiệp và tình duyên của người tuổi dậu phát triển không được cân bằng trong thời điểm này. Bản mệnh thường xuyên phải đối diện với những điều không như ý trong cuộc sống, song bạn cần có cái nhìn tích cực hơn về mọi người xung quanh mình. Quanh bạn hẳn vẫn sẽ có những người thật lòng quan tâm đến bạn, sẵn sàng cùng bạn chia sẻ nhiều áp lực. Cụ thể, con đường thăng tiến của bản mệnh gặp nhiều trông gai do phải chịu tác động của cục diện tương hại con giáp này làm việc gì cũng phải cẩn thận đề phòng trước sau không nên tin tưởng bất cứ ai một cách quá dễ dàng đặc biệt là những kẻ cố tình tỏ vẻ làm thân với mình tháng này quanh bạn có không ít kẻ tiểu nhân trực chờ tìm cơ hội hạ bệ bạn khiến bạn liên tiếp gặp phải nhiều biến cố làm nhiều nhưng hưởng ít chuyện làm ăn kinh doanh cũng khó mà được thuận lợi bạn thường xuyên phải giải quyết những mâu thuẫn trong các mối quan hệ với khách hàng đối tác vì thế mà việc tiến hành những dự án mới buộc phải ngừng lại Thời điểm này, bạn có thể duy trì khoản thu nhập như trước đó là đã tốt lắm rồi, chớ nên dại dột mà thử đầu tư, đặc biệt là trong những dự án mình còn chưa biết rõ. Có Thái Dương và Thiên Diêu cát tinh phù trợ, chuyện tình cảm của bản mệnh có những bước tiến triển rõ ràng nếu như bạn vẫn còn độc thân. Hình thức bên ngoài và phong cách ấn tượng có thể giúp bạn chinh phục ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác phái, chớ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi dậu âm lịch về sự nghiệp. Theo tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi dậu âm lịch, để hạn chế tác hại của cục diện tương hại, người tuổi dậu chớ nên nóng nảy, mâu thuẫn với đồng nghiệp hay cấp trên. Bản mệnh nên cố gắng giải quyết bất đồng một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng, chớ nên nâng cao quan điểm của bản thân và hạ thấp ý kiến của người khác, khiến buổi trao đổi trở nên căng thẳng không cần thiết. Bạn cũng không muốn mình vướng vào họa thị phi, tranh chấp đâu đúng không? khi có kẻ tiểu nhân xuất hiện bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo để có cách giải quyết phù hợp bởi không phải lúc nào cũng làm lớn mọi chuyện đã là ý hay nhiều lúc con giáp có tài nhưng không gặp thời này cần phải lặng lẽ cố gắng và dùng thực tế để chứng minh năng lực của bản thân mình kết quả cuối cùng sẽ khiến mọi người nhận ra ai là người đúng ai là người sai đặc biệt bạn không nên ngây thơ tin theo lời của những kẻ mình không thực sự hiểu rõ càng là người muốn tỏ ý thân thiết với mình lại càng cần phải thận trọng hơn có thể kẻ xấu đang cố tình làm lơi lòng phòng bị của bạn, khiến bạn dễ trở nên lơ là, mắc lỗi. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy bạn dễ có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi nhận ra mọi chuyện không phát triển theo định hướng mà mình mong muốn. Con giáp này cần liên tục nhắc nhở mình tiếp tục tiến lên, không nên vội vàng đầu hàng nghịch cảnh. Trong trường hợp không tự giải quyết được vấn đề, bạn cũng hoàn toàn có thể trao đổi với những người đáng tin cậy và giàu kinh nghiệm hơn mình, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra định hướng đúng đắn để khắc phục khó khăn tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi dậu âm lịch về tài lộc. Phương diện tài lộc của người tuổi dậu chưa có những bước tiến đáng kể vào thời điểm này, thậm chí việc không bị lừa gạt gây hao tài tốn của đã là may mắn lắm rồi. Vì thế, con giáp này cần phải hết sức cẩn thận trước khi đưa ra quyết định đầu tư, mua sắm, chớ cả tin để kẻ xấu lừa gạt gây hao tài tốn của mà không đạt được lợi ích gì. Với người làm đầu tư, kinh doanh, có thể bạn sẽ phải tốn thời gian xử lý không ít biến cố trong tháng 9 này, có những biến cố cần phải tốn kém tiền bạc mới có thể giải quyết được. Bạn cũng sẽ thường xuyên phải vất vả, buôn ba trong công việc, hòa giải mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp hoặc chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ, song kết quả thì chưa được như ý muốn. Tuy nhiên, bạn cũng chớ vội nản lòng hoặc bỏ cuộc bởi có thể bạn phải chờ một thời gian nữa mới nhận thấy những công sức mình bỏ ra trước đó không hề uổng phí với người làm công ăn lương bạn cần cố gắng tập trung làm tốt nhiệm vụ được phân công chớ nên phân tán chú ý gây ra những lỗi sai đáng tiếc nếu mắc phải lỗi sai nhẹ thì bị khiển trách phạt tiền nặng thì gây ra phiền phức cho tập thể khiến mọi người có cái nhìn không tốt về bạn nguyệt lệnh lâm tử khuyên bạn không nên lẳng lặng quyết định mọi chuyện một mình để hạn chế những sai sót có thể xảy ra bên cạnh việc cẩn thận cân nhắc bạn cũng nên trao đổi với lãnh đạo hoặc những người mình thực sự tin tưởng việc trao đổi ý kiến có thể giúp bạn mở ra một lối đi mới hứa hẹn hơn ở tương lai. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi dậu âm lịch về tình duyên. Đường tình duyên của người tuổi dậu độc thân có dấu hiệu phát triển rực rỡ trong thời điểm này. Bạn hoàn toàn có thể tìm được một người phù hợp với tiêu chí mà mình đặt ra từ trước, hai người nhanh chóng tiến tới một mối quan hệ gần gũi hơn. Thái Dương cắt tinh cho thấy ngoại hình nổi bật và phong cách ấn tượng sẽ giúp bạn dễ dàng thu hút được ánh mắt của nhiều người khác giới. Đi đến đâu, bạn cũng có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vì thế, việc bạn nhận được nhiều lời ngỏ ý làm quen, kết bạn là không thể thiếu. Tuy nhiên, bạn chớ nên vì sợ cô đơn hoặc quá dễ dãi phát triển quan hệ với tất cả mọi người. Hãy chỉ dành thời gian cho những người thực sự nghiêm túc với mình, như vậy thì bạn mới tránh được nhiều rắc rối và tổn thương tình cảm trong tương lai đáng tiếc là người đã lập gia đình lại không thể được may mắn như vậy thiên diêu và thái dương cùng chiếu mệnh khiến bạn trở nên quá nổi bật dù đã có vợ chồng nhưng vẫn không ngừng nhận được lời làm quen của người khác phái bản mệnh cần chú ý giữ mình trong các mối quan hệ xã giao tránh để lời ra tiếng vào gây ảnh hưởng đến uy tín bản thân và hạnh phúc gia đình hãy biến những mối quan hệ ấy thành bạn bè đối tác khách hàng giúp công việc phát triển thêm phần thuận lợi trong tương lai tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi dậu âm lịch về sức khỏe. Trước nhiều ảnh hưởng tiêu cực của sự nghiệp và tài lộc thì sức khỏe của người tuổi dậu cũng khó mà lạc quan. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy bạn thường phải làm việc vất vả, lại thêm suy nghĩ, lo lắng quá nhiều điều nên cơ thể dễ ở vào trạng thái mệt mỏi, sức khỏe suy giảm, dễ mắc các căn bệnh vặt. Dù nhiều rắc rối có xảy đến, bạn cũng không nên suy nghĩ tiêu cực đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình bạn nên học cách nhìn nhận vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau nhìn ra mặt tốt của sự việc để có thể lạc quan hơn không đầu hàng trước khó khăn bên cạnh đó dù công việc có bận rộn đến mấy bạn cũng nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức lực đừng bắt cơ thể làm việc quá độ khiến mệt mỏi kéo dài hoặc bệnh tật trở nặng cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dậu một đinh dậu thuộc mệnh hòa nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết, sự nghiệp bế tắc, tinh thần mệt mỏi, nhiều rắc rối xảy đến. Quý nhân, mão, tuất. Tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. 2. Kỳ dậu, thuộc mệnh thổ, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, chuyện làm ăn kinh doanh dậm chân tại chỗ, chớ vội tin theo lời rủ dê. Quý nhân, mão, tuất. Tiểu nhân, ngọ, thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. 3. Tân dậu, thuộc mệnh mộc, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, bình tĩnh giải quyết rắc rối, chớ nên nóng nảy vướng vào thị phi. Quý nhân, hợi, tỵ Tiểu nhân, mão, tí. Màu sắc may mắn, tím, trắng. 4. Quý dậu, thuộc mệnh kim, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, nên quan tâm hơn đến nửa kia của mình, giữ khoảng cách với người khác giới. Quý nhân, thân, tuất. Tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Nam ất dậu thuộc mệnh thủy nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết nên dành tình cảm cho những người đối xử chân thành với mình quý nhân tị, tý tiểu nhân sửu thìn màu sắc may mắn đen vàng cảm ơn các bạn đã theo dõi video